các động vật tấn công nguy hiểm nhất. Hổ, tốc độ chạy cao nhất, lên đến 65 km/h. Chúng là loài lớn nhất trong họ mèo và có lực cắn lên tới 738.000 kg/m², gần gấp đôi so với lực cắn của sư tử. Sư tử có thể đạt đến tốc độ chạy lên đến hơn 80 km/h. Chúng chỉ có thể duy trì tốc độ này trong một thời gian ngắn. Sư tử là loài mãnh thú với lực cắn 457.000 kg/m². Cú đớp của sư tử tương đối yếu so với những loài khác trong họ mèo. The other guys didn't see it. Báo đốm. Chúng có thể chạy nhanh tới 70 km/h nhưng không bền. Lực cắn của báo đốm châu Mỹ là 950.000 kg/m². Chúng có thể cắn qua xương sọ của các loài thú lớn. Đại bàng là loài lớn nhất, có chiều dài cơ thể hơn 1 m và nặng 7 kg. Loài bé nhất chỉ dài có 0,4 m và nặng khoảng 0,5 kg. Sải cánh của chúng dài từ 1,5 cho đến 2 m. Cá mập trắng lớn. Cá mập trắng lớn được biết đến vì kích thước của nó dài 6,4 m, mặc dù có những báo cáo công bố nó dài tới 8 m và cân nặng 3.324 kg. Cá voi sát thủ. Con đực thông thường dài từ 6 đến 8 m, nặng hơn 6 tấn. Con cái nhỏ hơn thường dài từ 5 đến 7 m, nặng khoảng 3 đến 4 tấn. Vận tốc cực đại mà chúng đạt được lên tới 56 km/h. Kẻ săn mồi hung dữ nhất đại dương. Bọ ngựa. Con non và trưởng thành đều ăn thịt các loài côn trùng khác như ruồi, bướm, ấu trùng, bọ cánh, ong, gián. Nó là sát thủ của côn trùng. Cá sấu nước mặn 400 đến 1.000 kg. Cá sấu sông Nin từ 220 đến 550 kg. Cá sấu châu Mỹ từ 400 đến 500 kg. Cá sấu châu Phi lực cắn 2,6 triệu kg/m². Chào tạm biệt các bạn.